không cần gì, chỉ cần có mặt cho nhau. Không cần gì, chỉ cần có mặt cho nhau. Vậy mà bản thân tôi thật sự đã có mặt cho nhau. Một hôm trong lúc dọn lại tủ quần áo, tôi bỗng tìm thấy chiếc áo thân thương của câu lạc bộ thiện nguyện mà tôi từng tham gia. Lúc này lòng tôi chùng đi một nhịp và tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi chưa khoác lên mình màu áo đó? Lý do gì để bản thân trong một tích tắc của thời gian lại quên đi? Có phải do công việc, do cuộc sống đã cuốn tôi chạy theo sự mưu cầu của tiền bạc, của địa vị? Đã bao lâu rồi ngày chủ nhật tôi chưa bước ra đường? Đã bao lâu rồi cái cảm giác làm thiện nguyện trong tôi phai nhạt đi phần nào? Điều gì đã khiến tôi dừng lại khi bản thân đã từng rất nhiệt huyết? Phải chăng cơm áo gạo tiền đã kéo tôi rời xa lý tưởng, niềm yêu thích tham gia phụng sự? Tôi đang tự chất vấn bản thân với ngàn câu hỏi vì sao, vì sao? Và rồi tôi nhận ra tất cả đều là sự bao biện, nuông chiều của chính bản thân tôi cho tôi. Người ta từng nói, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Và rồi chính bản thân tôi đang tìm lý do. Hôm nay tôi bận, việc tôi nhiều lắm. Chủ nhật này tôi có hẹn rồi. Câu lạc bộ còn tổ chức nhiều mà, lo gì? Để rồi tôi ngày càng rời xa niềm yêu thích công tác phụng sự ấy. Để rồi giờ đây, màu áo mà tôi từng phát nguyện rằng sẽ dùng cả thanh xuân để tô thêm sắc, để góp phần nhỏ sức mình hiến tặng cho đời, nằm gọn trong một góc tủ. Và rồi sau tất cả những dòng suy nghĩ ấy, tôi giật mình. Tôi biết ngay bây giờ tôi cần làm gì. Hôm nay tôi đã quay trở lại tôi của những năm trước. Hôm nay tôi không mang túi xách, tôi không mang một bộ váy điệu đà hay một đôi giày cao gót kiêu sa. Thay vào đó là màu áo thiện nguyện thân thương, là đôi sandal để bất cứ khi nào cần tôi đều sẵn lòng bước thật nhanh. Lần quay lại này, bản thân vẫn giữ mãi cảm giác như ngày đầu, vẫn cái cảm giác ấy, vẫn bỡ ngỡ và chút rụt rè, vẫn một chút háo hức xen lẫn bồi hồi lo lắng. Nhìn xung quanh mọi người nói cười, từ xa lạ mà cứ ngỡ quen đã lâu. Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, sao bạn thân thương thế? Cảm giác sao cứ gần gũi ngập tràn yêu thương đến vậy? Nhờ thế mà chẳng cần nhiều thời gian, tôi đã quay lại là tôi của ngày nào. Trời đêm trung thu sáng quá, trong cái sáng ấy ở một làng quê nghèo sâu trong lòng hồ Trị An, bản thân tôi đang tự có mặt cho tôi góp sức nhỏ mình ở chuyến thiện nguyện trung thu cho em. Nhìn các em nhỏ thân hình gầy gò đen nhẻm với đôi mắt sáng đang nhìn theo các anh chị đoàn thiện nguyện, em nở những nụ cười thật tươi khi đoàn anh chị tới mang theo cho em vị bánh trung thu ngọt ngào. Đối với em, ấy là vị bánh ngon nhất mà em từng ăn. Đối với em, chị Hằng chú cuội đêm nay tuy không đẹp nhất nhưng là ấm áp nhất. Đối với em lúc này, khoảnh khắc mà anh chị tới chính là một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp của em. Các em chạy theo chúng tôi như chạy theo chính những hoài bão tương lai tươi đẹp phía trước. Nhìn những nụ cười ấy, tôi biết mình đang thực sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đến từ bên trong, khi bản thân vừa hạnh phúc, khi đem được nụ cười cho bao em nhỏ. Niềm hạnh phúc khi chính bản thân đã bỏ qua những bộn bề của thế giới vật chất ngoài kia để trở về chăm sóc em bé tự thân trong tôi. Hôm nay đây tôi biết rằng em bé yêu thương trong tôi đã được tưới tẩm bao giọt nước mát lành. Sau chuyến đi, nhìn những giọt mồ hôi lắm tông, những gương mặt thấm đượm sự mệt mỏi, nhưng sao mà quá thân thương. Tôi đã cười, bạn đã cười, và chúng ta cùng cười. Chúng tôi đã nắm lấy tay nhau, trao cho nhau những cái ôm động viên, những cái ôm chia sẻ, và tự bảo nhau rằng hôm nay bạn đã thật sự là một người hạnh phúc. Hạnh phúc từ sự có mặt của bạn ở chuyến đi này. Năm 2020 đi qua, cả thế giới quay cuồng gồng mình gánh chịu với đại dịch Covid-19.
và điều đó làm chúng ta có lúc tưởng chừng như đã xa nhau. Chúng ta tưởng chừng những lớp khẩu trang kia mãi là rào cản, khiến cho ta khó xích lại gần nhau. Tuy nhiên, cũng thật biết ơn rằng, trong cơn đại dịch đã khiến ta trân trọng hơn từng giây, từng phút có mặt cho nhau, khiến chúng ta quý hơn những hành trình thiện nguyện đầy yêu thương. Đại dịch xảy đến cũng là lúc những màu áo thiện nguyện bỗng cảm thấy nhớ nhau hơn bao giờ hết, phải không? Có mặt cho nhau không cần phải là gặp nhau tay bắt mặt mừng. Ta có mặt cho nhau bằng tất cả yêu thương và lòng biết ơn. Ta có mặt cho nhau bằng cả sự trân quý từng phút giây hiện hữu. Tôi đã gần như đánh mất đi giá trị tỉnh thức khi để bản thân cuốn theo danh vọng tiền tài. Nhưng thật may mắn thay, hôm nay tôi vẫn ở đây, có mặt từng phút giây hiện tại và dành trọn từng phút giây đáng giá ấy cho một góc nhỏ trong trái tim cùng màu áo thiện nguyện. Và sau tất cả, tôi đã có mặt ở đây. Vậy còn bạn?